Hey, xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yolo và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với con Ruta Ruby Randomizer Nuzlocke. Như các bạn cũng biết thì ở video trước chúng ta vừa mới hoàn thành xong khu vực đường số 119. Thật ra không phải hoàn thành xong, khi mà mình đánh bại được những đứa thiên mơ ở trong trạm khí tượng này thì đến lúc đó mình cũng có thể cân nhắc nói là mình đã hoàn thành xong khu vực đường số 119. Còn bây giờ thì chỉ là một nửa mà thôi. Như sao thì như các bạn thấy, và mình cũng đã đề cập vừa rồi là chúng ta cũng sẽ cùng đối phó với tụi team Magma ở trong trạm khí tượng này và tiếp tục chuyến hành trình đi đến thành phố Fort Tree, là nơi có phần thể thao thứ sáu đã là như vậy. Chứ sao thì ở đây như các anh thấy, mình sẽ đối phó một con Toxic Crow level 70, và con này thì chắc là đòn drill pack là đủ chứ hả? Hệ bóng tối và con này là hệ độc và hệ bóng tối, hay là hệ độc và hệ võ sĩ nhỉ? Hệ độc và võ sĩ vậy, tại sao một đòn drill pack ở đây cho Toxic Crow và nó vẫn còn sống. Yo, what the shit man. Vừa rồi thì con Zoroark này nó sử dụng đồ Focus Blast, nhưng mà rất may mắn là mình cũng đã né được. Oh my god. Thật là ghê gớm. Ai sao không được. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc con Zoroark này bằng một đòn Drill Pack. Thật là khủng khiếp. Đấy, mình cũng sẽ giữ nguyên Rio cho trận đấu, không phải trận đấu mà lượt đấu thứ hai và cũng là cuối cùng trong trận đấu này. Rất là may mắn vừa rồi khi mà đòn Focus Blast của con Zora không đánh trúng Rio, chứ mình nghĩ là đó sẽ là một... Mình nghĩ đòn đó cũng sẽ đủ sát thương để hạ cùng được Rio luôn không chừng. Nhưng mà như sao thì như mình nói hồi nãy, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng đòn Drill Pack ở đây để kết thúc con Toxic Crow này một cách dễ dàng. Thật ra hồi nãy mình chưa bao giờ đề cập đến việc là đòn Drill Pack ở đây sẽ hạ gục Toxic Crow một cách dễ dàng. Sẽ ra là có chứ, bởi vì chính ra thì được đầu dù rằng mình đối phó với Zoroark, nhưng mà mình cũng đã xem đó là một con Toxic Crow, và mình cũng đã có ý định là sử dụng đòn Drill Pack để gây sát thương nhân nuôi cho nó khi mà nó có thể võ sĩ rồi. Trên lý thuyết là như vậy, cho nên là nha, mình cũng đã có đề cập trước. Như sao thì ở đây trận đấu thứ hai sẽ là với một con Ariados level 70, một đòn Drill Pack ở đây chắc là đủ chứ ho. Nhảy một trận đấu dễ dàng nữa cho Rio, và chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi lên phía trên. Chỗ này ngắn quá nhờ, chỉ có thêm hai đứa huấn luyện viên trợ lý nữa, không phải huấn luyện viên trợ lý nữa mà là hai đứa nhãi nhép của thực thi mắt mà nữa là mình có thể đến được chỗ hàng quản lý rồi. Mình cứ tưởng là chỗ này sẽ dài lắm, cho nên là mình cũng định là chỉ hoàn thành xong khu vực trạm khí tượng là mình cũng sẽ kết thúc video luôn, nhưng mà không ngờ đến lúc đó lại quá ngắn. Mình cũng không biết như sao thì đây chúng ta sẽ đối phó với con hạo trùm level 70, và theo lý là mình thông thường sẽ tung ra Kisame hoặc là Roshan hay sao đó, nhưng mà vì cả hai đứa này giá cũng khá cao rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tung ra Juggernaut để đối phó với con hệ lửa này và hệ bóng tối này, mình biết là như thế. Như sao thì một đòn Fire Blast ở đây không đủ để gây quá nhiều sát thương cho Juggernaut, và vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Dragon Claw để cho nó vẫn trụ lại được bằng hiệu ứng của đòn Focus Sash. Hiệu ứng của món đồ Focus Sash. Mới sáng dậy không nói rằng không ra gì cả. Như sao thì một đòn slash ở đây của Juggernaut cũng sẽ đủ để kết thúc con này một cách dễ dàng. Và Rio ở đây cũng sẽ lên được level 73. Như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ đổi sang một combo bên khác cho những trận đấu tiếp theo. Mình nghĩ là cho Lucky đi ha. Hay là Kisame nha. Mình muốn sử dụng Juggernaut nhưng mà mình lại không muốn tốn tốn Hyper Potion hoặc là Mumu Milk để hồi sức cho Juggernaut, cho nên mình cũng không biết. Từ từ để xem coi. Roshan đây chỉ mới nửa cây kinh nghiệm lên level 75 thôi. Juggernaut thì nửa cây kinh nghiệm 73, Kisame 1/3 và lên 74. Giờ mình nghĩ là mình sẽ luyện level cho Roshan luôn, cho nó lên 75 luôn đi ha, rồi gì tính sau. Ở dưới đây không có đứa thi magma nào, như vậy thì chỉ còn có một đứa huấn luyện viên, không phải huấn luyện viên trợ lý, mình định nói huấn luyện viên trợ lý. Ý của mình là một đứa thi magma bình thường. Đáng lẽ là hồi nãy nên sử dụng chiếc của nó luôn, bởi vì con Noivern này là hệ rồng. Trước, nếu mà mình không sở hữu một con Noivern trong đội hình trước đây là Kirk thì mình cũng sẽ không bao giờ biết được con Noivern này hệ rồng. Mình sẽ nghĩ nó là hệ siêu linh vào hệ bay hoặc là hệ bóng tối, hệ bay hay sao đó.
không bao giờ mình nghĩ ra được nó là hệ rộng như vậy. Yeah, sống được như sao thì ở đây mình biết được nó là hệ bay và hệ rộng, cho nên chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Storm Edge và kỳ vọng vào điều tốt đẹp nhất sau khi mà nó sử dụng đòn Draco Meteor. Yeah, tại sao không. Hồi nãy mình đã nghĩ là đòn Draco Meteor đó cũng đã đủ để hại gục được Roshan, nhưng mà rất may mắn là điều đó cũng đã không xảy ra. Và trước khi tiếp tục thì mình nghĩ là mình sẽ hồi đầy máu cho Roshan. Hồi nãy mình nói là mình không muốn phí Hyper Potion hay là Moon Milk để hồi máu cho Juggernaut, nhưng mà bởi vì mình muốn luyện level cho Roshan cho nên là như vậy chắc sẽ an toàn hơn. Và bởi vì mình đã tiện ở đây sẵn rồi cho nên là chúng ta có sẽ cùng sử dụng một cái Moon Milk luôn cho Juggernaut đi ha. Mình vẫn còn một cái super potion đó ấy. Như vậy thì Juggernaut được hồi gần đầy máu. Ok. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đối phó với Tabitha, là huấn luyện viên, không phải huấn luyện viên mà là quản lý của tụi team đó, mà ở trong khu vực trạm khí tượng này. Yeah, mình nói về khu vực khí tượng này nhưng mà nhìn sắm được. Như sao thì đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là con Dot phần level 69. Như vậy thì không thay đổi gì về hạ mức cấp độ, một đòn Earthquake ở đây chắc là đủ để hạ gục được con này chứ hả. Đấy, sau khi một con Dot phần sử dụng Steel Rock thì đòn Earthquake của mình không gây được bao nhiêu sát thương kể kỳ vậy ta. Như vậy thì thử một đoạn hàm mà ở đây xem coi có khá khẩm được gì hơn hay không. Cũng được nhưng mà chừng đó là chưa đủ. Tại sao con này mạnh quá nhờ. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng một cái hàm mà âm nữa để kết thúc combo này một cách dễ dàng, đại loại là như thế. Và bởi vì nó vẫn còn sống. Dâu thiệt luôn hả. Mình không thể tin được Don Phan làm sao có thể đô tới mức này nhờ. Mình không biết nhưng mà nhìn sống được ở đây chúng ta có sẽ cùng và đâu có hai Hyper Potion. Và sau đó cái leftover lại phát huy tác dụng và hồi được thêm một phần nhiều máu nữa, có Don phần nữa. Mình sẽ cần tới hai lượt Earthquake để kết thúc combo này, nhưng mà chắc là mình sẽ sử dụng một đòn Earthquake ở đây và sau đó sử dụng một cái Max Potion hay sao đấy để hồi đầy máu cho Roshan trước khi tiếp tục. Oh boy. Đấy. Một cái Hyper Potion chưa? Hay là Max Potion luôn ta? Max Potion luôn, tại sao không? Một cái Max Potion cho Roshan ở đây. Và như vậy thì tiếp theo sẽ là một cái Assault từ Dawn phần. Không gây được bao nhiêu sát thương cơ. Mặc dù cái đó cũng sẽ gây sát thương nhân đôi hay nhân bốn nhà mình cũng không biết, không quan tâm. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc con phần đầu tiên của Tapin là một cách dễ dàng bằng cái đòn Earthquake. Và sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Roshan chứ giờ tại sao không. Đấy, một con Embo. Thêm một đòn Earthquake đi. Lúc đầu mình biết được là Embo có hệ võ sĩ và sau đó khi mà thấy được Embo sử dụng được Super Power thì mình cũng hơi run, nhưng mà rất may mắn là Roshan của mình cũng đã đủ đồ để có thể trụ lại được và sau đó có thể dễ dàng kết thúc combo đấy một cách dễ dàng bằng đòn Earthquake. Mình nghĩ là mình sẽ dành cái lượt tiếp theo để sử dụng Lucky đi không? Lucky tại sao không? Đấy. Diggersby. Con này là hệ gì chứ? Mình chưa bao giờ tìm hiểu sao trận đấu với Norman là con này có hệ thường và hệ gì, nhưng mà sao cũng được, không quan trọng. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Dragon Pulse và kết thúc combo này một cách dễ dàng, hy vọng là như vậy. Rồi. Nghe giảm được một lần Dragon Pulse ở đây và không đủ để hạ gục nó gì. Thêm một lần sai kiện chắc là đủ. Rồi và cái biết giờ này lại sử dụng một cái full restore, như vậy là một cái Hyper Potion và một cái full restore. Mình không chắc là nó sẽ sử dụng tiếp một món đồ nào nữa đâu, nhưng mà và thật sự nếu mà nó có sử dụng thì cũng không khác gì cơ. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đòn sai kiện ở đây. Và đấy, một lượt đấu khá dễ dàng. Trời Lucky, mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục sử dụng Lucky nhỉ? Hay là mình không biết. Chứ
mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cho của nó rồi kỳ sa mới cho lượt tiếp theo, bởi vì Lucky thì máu cũng không phải là còn đầy nữa, và nếu mà mình tốn một lượt đầu tiên để hồi máu cho Lucky thì thật sự là mình cũng sẽ không thích lắm. Và cái việc rút lại Lucky vừa rồi của mình xét ra là lựa chọn đúng đắn, khi mà quy vào là hệ bóng tối và hệ băng đều có thể gây sát thương nhân đôi cho Lucky. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đồ soft chứ, một đồ soft cho kiểu cho Weavile xem coi là có gì hay ho hay không. Đấy, một cái phải cào ở đây và thêm một lần soft nữa, bởi vì hồi nãy mình không thể tấn công nhưng mà nhẹ xong được. Vừa rồi là một critical hit thật là khủng khiếp. Đấy, mình biết được là Weavile nhanh hơn Kisame, và Weavile có thể sử dụng những đòn hệ băng, cho nên tung ra Juggernaut hay Ryo hay là Lucky hay là Roshan thì đều là lựa chọn rất là tồi, cho nên mình chỉ còn lựa chọn cuối là tung ra Blue thôi. Nhưng mà Blue thì lại sẽ nhận sát thương nhân đôi từ những đòn hệ bóng tối của Weavile, cho nên mình nghĩ sự lựa chọn an toàn hơn ở đây là sử dụng cái Hyper Potion cho Kisame trước, và xem xét coi là Weavile có thể sử dụng được đòn gì ở lượt tiếp theo đi ha. Là như vậy. Đấy, một lần Ice Shot của Weavile. Và bởi vì nó đã cầm cái cục Life Orb cho nên vừa rồi thì Weavile cũng đã tự giết chính bản thân. Đấy, và mình vẫn sẽ giữ nguyên Kisame cho lượt tiếp theo. Đấy, một con Arcanine level 69. Và một đòn sập chắc là đủ chứ hả? Một đòn sập ở đây xem coi như thế nào. Đấy, nó vẫn còn sống. Và đồng Will-O-Wisp ở đây cũng sẽ đưa Kisame vào trạng thái bỏng, nhưng mà nha, không quan trọng. Chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc con ở Kaina này một cách dễ dàng, bằng một đòn sập nữa, tại sao không? Ok. Khá là dễ cho chia sẻ cho Kisame. Và ở lượt cuối cùng thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một con Pokemon đầy máu là Juggernaut đi ha. Hay là Blue nhỉ? Mình không biết. Giờ mình nghĩ sử dụng Blue sẽ là phương án an toàn nhất mà mình có thể nghĩ ra trong 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 trường hợp này. Và đối thủ chúng ta sẽ là một con Nidoking level 71. Như vậy hoàn toàn là không có sự thay đổi gì. Xin lỗi. Như vậy là hoàn toàn không có sự thay đổi gì về hạn mức cấp độ cả. Hồi nãy mình mới lau mũi, sáng ra mũi mình bị nghẹt. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn counter, bởi vì mình biết chắc chắn rằng, không phải biết chắc chắn mà gần như 100% thôi là Nidoking sẽ chỉ có những đòn tấn công vật lý. Đấy. Rõ ràng là mình đã sai, nó có một đòn Toxic Spikes nhưng mà sao không được. Lượt tiếp theo chắc chắn nó sẽ sử dụng một đòn tấn công vật lý, đại loại như thế. Và mình lại sai một lần nữa. Rốt cuộc thì nó có đòn Toxic Spike và sau đó là Raw để gọi là sao nhỉ, tận dụng tối đa hiệu ứng của combo này. Như sao thì không quan trọng chứ hả. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Outrage và hy vọng rằng chừng đó là đủ để hạ gục Nidoking một cách dễ dàng. Hoặc là mình cũng có thể tung ra một combo khác giống như là Lucky hay là Ryo, nhưng mà chắc là Outrage của Jack của nó sẽ là sự lựa chọn hay ho hơn trong trường hợp này. Đấy, một chiến thắng khá là dễ dàng cho mình. Thật ra xét ra rất là dễ dàng. Mình đã kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn hơn, nhưng mà sắp được. Sau khi mà mình hạ gục được Tabitha ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng nói chuyện với mấy người hoạt động trong trạm khí tượng này, và mình cũng sẽ nhận được một con Pokemon đặc biệt là Cast Lim lê lim lê lim lê. Và ô con cast form của mình đâu? Mình không thể nhận. Thằng cha này bắt mình bỏ một cái bull vào trong cái hộp rồi sau đó quay lại đây mới lấy được con cast form. Phiền quá nha. Xong được. Ở đây thì trước khi tiếp tục chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái phù hiệu để giả dị trạng cho Juggernaut, và sau đó sắp xếp lại đội hình một tí xíu trước khi chúng ta đi xuống phía dưới và qua bên phải để tiếp tục đến thành phố Fort Tree. Đại loại như vậy. Ryo sẽ lên ấn tiên phong trong trường hợp này, và mình sẽ cần quay lại đây trong khoảng thời gian tới để lấy con Cat Swarm. Thiệt là phiền. Đấy, xong được. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng đi qua bên đây.
Oh, mình nhớ chỗ này rồi nha, yeah, chúng ta cũng sẽ cùng quay trở về cái chỗ của cái bà già bên dưới hồi sức cho đội hình của mình rồi. Sau đó quay lên đây sau ha, mình sẽ trở lại sau một giây nữa. Ok, mình đã trở lại và nguyên nhân mà mình quay trở về khu vực bên dưới để hồi sức cho đội hình của mình là bởi vì mình biết chắc chắn rằng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ cùng đối phó với con nhỏ hàng xóm của mình là May, một huấn luyện viên rất là mạnh. Xét ra trên mặt bằng chung của cái tổ huấn luyện viên nhã nhép ở khu vực này, cho nên là mình cũng không có muốn liều bằng việc sử dụng đội hình chấp vá của mình sau khi mà chúng ta cũng đã có trận đấu rất là khó khăn tạm gọi là như vậy với Tabitha cùng với tụi team mắc mơ ở trong trạm khí tượng kia. Vì vậy cho nên là yeah, đã là nhiều à đúng rồi, trước trước khi mình quên thì chúng ta cũng sẽ cùng đổi thứ tự đội hình của mình một xíu xíu. Blue sẽ lên đầu đội hình bởi vì mình không biết được rằng May sẽ tung ra combo nào đầu tiên. Hay nói đúng hơn là mình cũng không biết được rằng May sẽ sử dụng những combo nào. Thật ra nếu mà mình nhớ được đội hình của May ở những video trước thì có thể là mình sẽ lờ mờ đoán được rằng đội hình của nó ở trong chỗ này sẽ là như thế nào, nhưng mà mình không có rảnh quay trở về những video cũ và mình cũng không có nhớ được, cho nên là yeah như thế này chắc là sẽ hay ho hơn. Dù sao thì giá đã là như vậy. Trước khi chúng ta đối phó với con nhỏ này thì mình cũng đã đi xuống khu vực phía dưới và kiếm được hai món đồ là Leafstone và Ultra Ball, cũng khá là xịn. Nếu mình trong tương lai mình có được một con Weeping Bell hay sau đó thì chúng ta cũng có thể cân nhắc cho nó tiến hóa thành Victory Bell, nhưng mà tới đâu hạng hai. Còn bây giờ thì mình sẽ đối phó với một con Kingdra level 71. Con này thì chắc là sẽ chỉ sử dụng những đòn tấn công phép thuật thôi chứ ha. Một lần Miracle Curse ở đây cho từ Blue và nó vẫn có thể trụ lại được, nó hãy xong được. Biết sao mình nghĩ là lượt tiếp theo thì May vẫn sẽ không phải vẫn sẽ mà May sẽ sử dụng để hồi đầy máu cho con Kingdra này. Cho nên chúng ta cũng sẽ cùng làm tương tự với một cái mu mu milk, một cái mu mu milk ở đây cho Blue xem coi như thế nào. Và đúng như mình đoán là May cũng sẽ sử dụng một cái hyper potion cho Kingdra, và được tiếp theo sẽ là một cái mirror surf nữa ha. Focus energy tại sao không, thêm một lần mirror cold nữa từ đoạn surf King ra ở đây. Và vừa rồi là một critical hit cho nên là chúng ta cũng có thể gây được đủ sát thương để hạ cục con này một cách dễ dàng. Và mình nghĩ là mình sẽ đổi sang sử dụng Lucky cho lượt tiếp theo, bởi vì xét ra thì Blue cũng bị giật tới 50% máu sau lượt surf critical hit vừa rồi. Và ở đây khi mà đối thủ cũng là một con tank Growth thì mình cũng sẽ không cần cân nhắc quá nhiều về những lựa chọn của mình khi mà đòn sai kẹt ở đây cũng sẽ gây được sát thương nhân đôi. Và nhiều phần trăm là sẽ hai cùng được Sand Grove chứ hả? Ok. Và mình vẫn sẽ giữ nguyên Lucky, tại sao không? Double 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 light, double light. Đọc là double light thôi. Giờ xong được. Con vô này là hệ gì nhá? Hệ hệ thép và hệ ma, hay là hệ thép và hệ sương một trong hai, hoặc là hệ thép và hệ tiên một trong ba hệ. Đại loại như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một đòn sai kịch ở đây xem coi là double lay có thể nhận bao nhiêu sát thương đi ha. Đấy, 45% sát thương cũng được, và nhưng mà mình có thể làm khá hơn. Chúng ta cũng sẽ cùng tung ra kỳ sa mây trong trường hợp này và sử dụng những đòn hệ bóng tối của nó để gây được sát thương nhân đôi ha. Mình nghĩ là con này hệ hệ thép và hệ sẽ siêu linh cho nên sẽ nhận sát thương nhân đôi. Mình hy vọng là mình đoán đúng rồi, một lượng nice là ở đây và chừng đó là chưa đủ để hạ gục được con double lay này, nhưng mà yeah, xong được thêm một lượng nice slash nữa từ kỳ xa mây và thêm một lượng recover nữa từ double lay. Cứ làm tiếp nice slash thì đến một cái thời điểm nào đó chúng ta cũng sẽ có được critical hit và hạ gục được combo này một cách dễ dàng. À, mình bị nghẹt một bên mũi, bực mình quá sức. Sáng giờ chưa hết. Thêm một lượt nice slash ở đây nữa và và sau khi mà nó sử dụng đồ recall vào thì May lại tiếp tục sử dụng những món đồ của nó để hồi sức cho con Pokemon này. Đó, thêm một lượt nice slash nữa từ kỳ xa May. Và đến bây giờ thì vẫn không có critical hit. Nhưng mà khá may mắn là hai lượt try attack vừa rồi cũng không gây được cho kỳ xa May bất kỳ dị trạng nào cả. Tạm được.
Ai một lượng nice lại dưới đây nữa cực kỳ xa mày để kết thúc công phu này một cách dễ dàng. Và mình nghĩ là mình sẽ cho những combo khác trong đội hình của mình có cơ hội thể hiện đi, cho Roshan ra trong lượt này xem coi như thế nào. Đấy. Xét ra hồi nãy mình nên tiếp tục sử dụng Kisame bởi vì đòn sập của nó không chừng cũng có thể hạ gục được Blaziken một cách dễ dàng. Và Kisame thì mình khá chắc chắn là sẽ nhanh hơn Blaziken, cho nên có thể đây là một sự lựa chọn sai lầm nhưng mà sao được. Chứ sau gì thì Blaziken cũng chỉ có thể sử dụng những đòn tấn công vật lý thôi mà phải không? Và sức phòng thủ rất là đô, sức phòng thủ vật lý rất là đô của Roshan không chừng cũng sẽ cho chúng ta một cơ hội để sử dụng đòn Earthquake ở lượt này. Ok, thật ra hồi nãy cái đòn 200 ký của Blaziken cũng khá là xịn và nếu mà nó đủ may mắn để có được một cái critical hit thì Roshan vừa rồi cũng đã có thể bị hạ gục đấy, nhưng mà rất may mắn là điều đó cũng đã không xảy ra. Dù sao thì với việc rớt xuống 50% máu thì mình nghĩ là Roshan cũng sẽ được thay thế bởi Juggernaut nữa. Hoặc là mình sẽ tung Juggernaut ra cho lượt tiếp theo tại sao không? Vậy Porygon2 nhiều phần trăm sẽ có đòn Ice Beam chứ. Nếu mà mình hồi đó mình còn nhớ lúc mà chưa mình mới bắt đầu chơi Pokemon là Pokemon Red đi thì mình luôn luôn cố gắng có được 9999 xu ở thành phố Celadon và đổi sang một con Porygon và mình luôn luôn dạy cho nó đòn Ice Beam để đối phó với Elite Four. Và hãy cùng hy vọng rằng con mây này không đủ thông minh để nghĩ ra là Porygon 2 có thể học được đòn đòn Ice Beam và sử dụng đòn đấy trong trong lượt này. Đấy, một lượt Dragon Claw đây xem qua như thế nào. Sacred Sword. Sacred Sword là đòn hệ gì nhỉ? Hệ võ sĩ mình nhớ là như thế nhưng mà giờ sống được. Thêm một lượt Dragon Claw nữa của Juggernaut. Và thêm một lần Sacred Sword nữa của Porygon 2 nhưng mà tại sao nó lại tiếp tục sử dụng đòn này nha? Chắc là nó không có đòn khác rồi. Sao không được, ở đây chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc combo này và một đòn Dragon Claw nữa. Ok. Và combo cuối mình thật sự là muốn giữ nguyên chất của nó nhưng mà chắc là tung ra Lucky sẽ tốt hơn chứ hả? Lucky sẽ thay thế chất của nó là cuối cùng sẽ coi như thế nào. Và chúng ta sẽ đối phó một con Lucario. Lucario. Một lần sai kịch ở đây chưa? Một lần sai kịch ở đây xem coi là Lucario có thể nhận bao nhiêu sát thương. Đấy, một cái nasty plot của Lucario và đó mình nghĩ đó là trận đấu mình nghĩ đó là trận đấu kết thúc luôn rồi. Chúng ta cũng có thể dễ dàng hạ gục được Lucario này một lượt sai kịch và đúng như mình dự đoán, Lucario không đủ nhanh để có thể làm được gì cơ. Ok. Như sao thì sau khi hạ gục được con nhỏ hàng xóm của mình thì chúng ta cũng sẽ có được HM02 chứ đòn Fly. Và như vậy thì cũng đồng nghĩa việc là Rio sẽ có thêm một đòn mới nữa. Giờ mình sẽ không dạy cho Lucky được này đòn này chứ. Và chúng ta cũng sẽ cùng thay thế cho đòn Try Attack của Rio hả? Hay là Endeavor nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ thay thế đòn Endeavor bằng đòn Fly, tại sao không? Ok, nhưng mà dù sao thì với việc hạ gục được con nhỏ hàng xóm của mình thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Trước khi đi, chào tạm biệt thì mình cũng sẽ cùng các bạn xem qua câu trả lời cho câu hỏi của video luôn chứ hả? Đó là L, một nhân vật chính trong series Death Note, cuốn sổ tử thần, quyển sổ tử thần hay sao đó khá nổi tiếng. Nếu bạn nào chưa xem qua thì thật sự là cũng nên xem. Ở đây còn có một đứa nữa nè. Trước khi chúng ta kết thúc, trước khi chúng ta chào tạm biệt thì mình cũng sẽ cùng có thêm một trận đấu nữa đi ha. Đại là như vậy. Như sao thì đối thủ của chúng ta ở đây sẽ là con Ninjask level 71. Tại sao mình vẫn để Blue ở lên đầu đội hình nhá? Chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang sử dụng Rio cho lượt này. Coi như là tạo cơ hội cho Rio bởi vì chứ sau gì thì hồi nãy Rio cũng có không có cơ hội thể hiện. Như sao thì ở đây một đòn Drill Pack chắc là đủ chứ không? Baton Pass cho Sedinja.
Không quan trọng, bởi vì ở đây thì Schrödinger cũng sẽ bị hạ gục ngay lần đầu tiên với đòn drill pack của mình, và còn vô ôi còn lại của nó là một đòn là ninja cũng sẽ không chịu được đòn drill pack của mình. Đấy, và mình nghĩ đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết ở phần bình luận ở dưới mình sẽ đáp. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục xong là vô lâu. Xin chào. We'll be right back.